chị tên là Mộng Bi. Một lần nữa chị xin chân thành cảm ơn đến với em trai Andy Thái đã gửi đến Thanh Mai đã lì xì cho chị 500.000 đồng trong mùa dịch, để cho chị có tiền 500.000 đồng để chị mua gạo mua mì trang trải trong những ngày dịch bệnh này. Một lần nữa chị cũng xin cảm ơn Andy Thái rất nhiều. Chúc cho Andy Thái được dồi dào sức khỏe, gia đình luôn luôn bình an. Một lần nữa Bi cũng xin cảm ơn Thanh Mai, nhờ Thanh Mai mà gieo duyên đến Andy Thái mới biết Bi, gửi đến cho Bi 500.000 đồng để Bi xây sở trong mùa dịch. Một lần nữa Bi cũng xin chúc cho Thanh Mai và em trai Andy Thái ở bên nước ngoài được nhiều sức khỏe, gia đình luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn Andy Thái rất nhiều và rất nhiều. Bích Tuyền xin chân thành cảm ơn em Andy Thái đã hỗ trợ cho một số chị em LGBT tại Việt Nam trong mùa dịch. Và Bích Tuyền cũng nhận được phần quà hỗ trợ của em là 500.000 đồng chuyển từ tay của em gái Thanh Mai qua. Và một lần nữa xin chân quý cảm ơn em Andy Thái và cầu chúc cho em được nhiều sức khỏe, gia đình an lành. Và xin cảm ơn sự gieo duyên của em gái Thanh Mai. Chị chào em. Chị thành thật cảm ơn em Andy Thái rất là nhiều. Còn chuyện này khổ lắm em ơi, ngày mai tới ngày cũng tổ rồi mà cũng không có tiền thì đến mua bánh cúng, mà hôm nay được tấm tân tình của em Andy Thái để giúp cho đoàn chị có số tiền đặng cúng tổ. Chị thành thật cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn em nha. Chị cảm ơn em nhiều, chị mừng quá ha. Đầu của chị nè con. Mừng quá trời mừng, em ơi, này có tiền cúng tổ, mừng quá. Cảm ơn em bạn Di Thái rất là nhiều nha, chị mừng quá, cảm ơn cưng. Chào Andy Thái, mình là Mi Phụng quận 6 nào, không biết Thái nhớ không, chứ mà Phụng thì nhớ Thái. Nhờ sự giao duyên của mà bạn Ti, Thanh Mai, Thanh Mai giao duyên cho nên có nhận của Thái đã gửi cho Mi Phụng được 500k, Mi Phụng cảm ơn rất nhiều Thái nhé. Cảm ơn, chúc Thái vạn sự an lành, sức khỏe dồi dào ha. Và cũng cảm ơn cô bạn Thanh Mai luôn, cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Chị xin cảm ơn Andy Thái bên nước ngoài đã gửi tặng cho chị 500 để ủng hộ trong mùa dịch, trong những khó khăn trong những tháng vừa qua. Cũng được sự thương nhớ của chị Thanh Mai đã gửi cho chị 500, xin chúc sức khỏe Andy Thái luôn được mạnh khỏe nha, cũng như người đẹp Thanh Mai luôn bình an như sự. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh em Việt Thái và chị Thanh Mai đã hỗ trợ cho em một ít tiền trong lúc khó khăn này. Cảm ơn chị Thanh Mai đã gửi cho em 500.000. Xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Em cảm ơn anh Andy Thái đã gửi cho mẹ Thanh Mai cho em 500.000. Em xin sống trong mùa Covid. Em cảm ơn anh Andy Thái rất là nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Mẹ, em xin cảm ơn trước nhất là anh Andy Thái và mẹ Thanh Mai đã hỗ trợ cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Nam Mô Di Đà Phật. Trời. Đúng rồi. Andy Thái. Andy Thái. Andy Thái. Andy Thái. Rồi. Dạ, anh Andy Thái ơi. Chị Thanh Mai có gửi 500.000 của anh đã gửi tặng cho em cho mùa dịch. Em cảm ơn anh Andy Thái rất nhiều. Và xin cảm ơn chị Thanh Mai đã gieo duyên cho em. Và em cảm ơn rất nhiều ạ. Mình xin cảm ơn Andy Thái đã gửi ủng hộ cứu trợ cho 500.000 để vượt qua khó khăn mùa dịch. Mình đã nhận từ Thanh Mai 500.000. Xin chúc Andy Thái và Thanh Mai nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống,
Xin cảm ơn Andy Thái rất nhiều. Mình là Trúc Ly. Hôm nay mình làm clip này để xin gửi lời cảm ơn đến Andy Thái đã hỗ trợ cho Trúc Ly trong mùa Covid khó khăn, không làm việc được, không đi hát ca được với số tiền là 500 ngàn. Và xin gửi lời cảm ơn đến em gái Thanh Mai đã gieo duyên cho chị được nhận món quà này. Xin gửi lời chân thành cảm ơn đến rất nhiều. Dạ, em tên là Mai Linh Tôn, hiện tại em đang ở thành phố Đà Nẵng. Em cũng cảm ơn chị Thanh Mai đã gieo duyên đến Andy Thái đã ủng hộ cho em mùa dịch 500 ngàn. Và một lần nữa em cũng xin mến chúc chị Thanh Mai và Andy Thái thật nhiều sức khỏe. Một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Hello, chào Andy Thái. Chị có nhận của Thanh Mai 500 ngàn. Chị không biết gì hơn, chị cũng chúc em và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn em nhiều. Bye bye. Tạm biệt. Đó, đang quay đó. À, Hồng, Hồng cảm ơn kênh Đi Thái và người đẹp Thanh Mai nha, đã cho Hồng 500 ngàn cho qua mùa dịch này nha. Hồng cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn anh Thái bên Mỹ cũng nhiều gì nghĩ cho chị được 500 ngay mùa dịch đó. Và chị cũng cảm ơn em Thái với em Tư rất nhiều. Hai em giữ gìn sức khỏe nha. Và cảm ơn hai em. Em xin chào anh Thái và chị Thanh Mai. Em tên là Bố Bối. Hiện tại em đang hát đoàn lô tô ở Vũng Tàu. Em xin cảm ơn anh Thái đã hỗ trợ em 500k trong mùa dịch. Và cảm ơn sự trợ duyên của ca sĩ chuyển giới Thanh Mai. Và em chúc cho hai anh chị có thật nhiều sức khỏe để làm nhiều điều thiện nguyện khác và giúp đỡ tất cả mọi người chị em cộng đồng cho LGBT. Và chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em Thái bên Mỹ đã gieo duyên với Thanh Mai, ủng hộ cho Trà My được 500. Chị thôi, chị cũng xin thay mặt cảm ơn em Thái rất là nhiều. Cảm ơn em Ti luôn nha. Chúc hai em giữ gìn sức khỏe nghe. Chúc cho Andy Thái được nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay là Thanh Mai đã giao duyên cho chị được 500 ngàn đồng. Chúc Andy Thái được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn nhiều nha Andy Thái ơi. Cảm ơn anh Thái ở nước ngoài đã ủng hộ em 500k. Em đã nhận rồi. Cùng chị Thanh Mai đã giao duyên. Em xin cảm ơn chị Thanh Mai và anh Thái. Em đã nhận 500k tên Như Bình. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị được mạnh khỏe. Rồi. Bắt đẹp không? Kính giữa không? Em cũng cảm ơn anh Thái ở nước ngoài đã hỗ trợ cho em 500k với cùng chị Thanh Mai. Ca sĩ Thanh Mai và cũng là giao duyên cho em. Em Mỹ Quyên, em chân thành cảm ơn hai chị rất là nhiều. Chúc hai chị gặp nhiều may mắn và sức khỏe. Anh Thái ơi, em đã nhận được 500 ngàn từ chị Thanh Mai và anh Thái. Giờ em cũng không biết nói gì hơn. Em cảm ơn anh Thái trong mùa dịch này đã hỗ trợ cho em 500 ngàn đồng để ngày mai em có tiền em cúng tổ. Em cũng chúc anh với chị được nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát đạt. Em xin. Dạ anh Thái ơi, em là Mai Ca. Em vừa nhận của chị Thanh Mai 500 ngàn. Em cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em trong mùa Covid này. Một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh chị. Và em xin chúc cho anh và gia đình được nhiều sức khỏe. Em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Anh Thái ơi, em xin cảm ơn anh Thái là em đã nhận được 500 ngàn từ chị Thanh Mai đã hỗ trợ và giúp đỡ em để trang trải trong cái mùa dịch Covid. Em đã nhận được 500 ngàn của anh Thái giúp đỡ cho em. Em xin cảm ơn anh Thái và em xin cảm ơn chị Thanh Mai rất là nhiều. Và em chúc cho anh chị được thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Dạ em xin cảm ơn và em đã nhận được 500 ngàn từ chị Thanh Mai gửi cho em. Em cảm ơn anh Thái đã hỗ trợ và giúp đỡ cho em ạ. Em xin cảm ơn anh Andy Thái đã hỗ trợ cho em nhân dịp giỗ tổ 12 tháng 8
vì dịch bệnh kéo dài, anh đã hỗ trợ cho em 500 ngàn, em xin chân thành cảm ơn. Em tên là Kiều Như, em cảm ơn anh Y Thái giúp đỡ cho em cái mùa dịch này 500 ngàn, để em có 500 ngàn để em có tiền mua mì mua gạo ăn. Thì sự lễ em cảm ơn anh Y Thái rất là nhiều, em cảm ơn anh Y Thái. Anh Thái ơi, em là anh Du và em cũng vừa nhận được 500.000 đồng từ chị Thanh Mai đã hỗ trợ cho em trong mùa dịch bệnh này. Em xin trân trọng cảm ơn anh chị rất là nhiều và kính chúc anh chị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, may mắn và phát tài. Em trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh Đi Thái đã hỗ trợ cho chị Thanh Nhã được 500 ngàn. Thanh Nhã thiệt trò lòng cảm ơn anh Đi Thái rất là nhiều trong mùa dịch này. Và chúc cho anh Đi Thái được mạnh khỏe, trẻ đẹp và luôn giữ gìn sức khỏe để ủng hộ cho những chị em khổ như Thanh Nhã. Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Em xin cảm ơn anh Đi Thái đã giúp cho em 500 ngàn. Trong lúc mùa dịch này, lúc đi hội chợ khó khăn, em xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chị xin chân thành cảm ơn em Đi Thái đã gieo duyên giúp chị 500 ngàn trong mùa dịch. Chị chân thành cảm ơn rất nhiều em Đi Thái. Chị xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn Jenny Thái đã hỗ trợ giúp cho Linda 500 ngàn trong mùa dịch khó khăn này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kenny Thái, xin cảm ơn. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Kenny Thái đã gieo duyên ủng hộ cho em trong mùa dịch 500 ngàn. Em xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh được có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em tên Mai Ly, em xin cảm ơn anh Kenny Thái đã hỗ trợ cho em, giúp đỡ cho em được 500k để em cúng tổ trong ngày mai. Em xây sở trong mùa dịch này, mua lương thực nữa, và em cũng không có gì hơn. Em chúc cho anh Đi Thái dồi dào sức khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin cảm ơn rất là nhiều anh Đi Thái. Dạ, em cảm ơn anh Đi Thái đã giúp đỡ hỗ trợ em 500 ngàn để em có tiền mua gạo trong mùa dịch này. Em cảm ơn anh Đi Thái rất là nhiều. Nhân dịp 12 tháng 8 giỗ tổ âm lịch, em chúc anh được nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều đã giúp đỡ cho em. Chị xin cảm ơn em Andy Thái. Trong mùa dịch, em đã hỗ trợ chị 500 ngàn. Chị xin cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Đi Thái đã hỗ trợ giúp cho em và cho em 500 ngàn để em có tiền mua mì và mua gạo. Và em chân thành cảm ơn anh Đi Thái rất là nhiều. Và em xin cảm ơn rất là nhiều. Chị là Huỳnh Mai, chị cảm ơn em Đi Thái đã hỗ trợ cho chị 500 ngàn để sống qua mùa dịch, để mua thuốc uống để sống qua mùa dịch. Rất cảm ơn em rất nhiều, em Đi Thái, rất là cảm ơn em. Chị Huỳnh Mai chúc cho em được nhiều sức khỏe, dạng sự như ý, làm ăn phát tài, phát đạt. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em xin cảm ơn anh Andy Thái đã giúp đỡ cho em 500 ngàn trong mùa dịch này. Hiện tại em là Tường Vi đang sống trong đoàn hội chợ của chị Diễm. Em sặc lòng cảm ơn anh Andy Thái và chúc anh sức khỏe dồi dào, được nhiều may mắn. Dạ, em tên Du Ái Ngọc, em đang ở đoàn của chị Diễm. Em cảm ơn anh Andy Thái đã giúp đỡ cho em 500 ngàn trong mùa dịch. Em chân thành cảm ơn rất nhiều và em xin chúc sức khỏe anh cùng nhiều may mắn, mọi sự an lành tốt đẹp đến với anh. Em xin cảm ơn thật nhiều. Chị là Phi Yến, cảm ơn em Andy Thái đã giúp cho chị 500 ngàn sống trong mùa dịch. Chị cảm ơn em nhiều lắm, chị có lương thực cho em trong mùa dịch này. Cảm ơn em rất nhiều nghe em Andy Thái, chị cảm ơn em nhiều. Chị là chủ đoàn tên Ái Diễm, chị nghệ danh Ái Diễm. Chị cảm ơn em Andy Thái đã gieo duyên giúp đỡ cho chị 500 ngàn sống trong mùa dịch. Chị cảm ơn em rất nhiều lắm, đội ơn em rất nhiều, cảm ơn rất.
Em tên là Linda, em cảm ơn anh Andy Thái đã ủng hộ em 500.000 trong mùa dịch này. Em chúc anh gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe.